không hiểu vì sao đệ tử cảm thấy được cái gọi là căn nguyên tâm hòa của với vẫn lạc tâm viêm có chút quan hệ Thiên phần luyện khí tháp kia đích xác có chút thần bí, bên trong cho là lấy cường độ linh hồn khoách tán của ta vậy mà âm thầm dò xét cũng không hiệu quả. Mặc dù không thể dò xét đối với người, nhưng vẫn như cô có thể cảm ứng được mấy tầng dưới có không ít cường giả thủ hộ. Mạnh mẽ xông vào nó mà nói cho dù là đấu tông cường giả, chỉ sợ cũng phải thất bại trong răng tấc. Chúng ta đối với vẫn lạc tâm viêm bên trong tháp không hiểu biết sâu tình huống bên trong, nếu có thể xâm nhập vào tầng dưới, có thể bên trong có một ít tin tức về vẫn lạc tâm viêm, dược trần trầm ngâm nói khe khẽ thở dài một tiếng tiêu viêm khuôn mặt buồn rầu xoa rượu thái xương thầm thì thật sự là phiền toái nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tiêu viêm dược lão cũng dành phải lắc đầu nói điều này cũng không có biện pháp gia năm học viên tại đấu khí đại lục danh vọng cực kỳ hiểm hách thậm chí ngay cả một ít thế lực nhất lưu cũng sẽ không quá mức đắc tội bọn họ đừng nói hiện tại ta chỉ gần là linh hồn trạng thái cho dù là năm đó ở vào thời kỳ toàn thính muốn đến cướp đoạt cái gì gọi là gia năm học viện thì cũng phải tính toán cực kỳ cẩn thận tiêu viêm cười khổ gật đầu hắn hào hết thầm vạn khổ để đi vào giả nam học viện này chính là vì vẫn lạc tâm viêm cho nên nói tiêu viêm đối với thứ này coi như là nằm ở trong tình thế bắt buộc cho rồi cuối cùng sẽ đắc tội với giả nam học viện chứ sợ hắn cũng không để ý muốn trở thành cường giả chân chính phần quyết tiến hóa có tác dụng trọng yếu mà muốn khiến cho phần quyết tiến hóa dị hỏa tuyệt đối không thể nào khuyến thiếu điểm này Ánh mắt của tiêu viêm chuyển hướng nam, nơi đó là vị trí thiên phần luyện khí tháp của nội viên. Một lúc lâu mới sờ đi, khẽ thở dài một hơi, bảo vai lắc nhẹ, từ vân rừng trở hiện ra. Hai cánh khẽ đóng thân hình liền hóa thân thành một đạo bóng đen, cấp tốc hướng xa phía ngoài khu vực núi non vút đi. Trong chớp mắt, liên hóa thành dấu chấm đen biến mất ở phía chân trời. Từ bên trong núi non trở lại nội viên, ước chừng tiêu phí ba ngày của tiêu viêm. Thời gian phi hành giả như vậy, nếu như tiêu viêm chưa tiến vào đấu linh, chỉ sợ cũng khó có thể một hơi đã đạt mục đích. Lúc khoảng cách nội viện còn có mấy trăm mét, tiêu viêm cũng đã thật cẩn thận thu hồi từ phân dược thân hình dừng ở một chỗ bên trong rừng rậm. Nhìn bốn bè vắng lặng lúc này mới yên lặng mà tiến về phía nội viện. Bằng vào huy chương nội viện trên ngực, tiêu viêm không hề gặp trở ngại khi mà tiến nhập vào nội viện. Dần dần bóng sáng người đi đường nhiều thêm. Lúc đó thì hắn mới thả lỏng thở ra một hơi. Trong hai tháng ngoại trường mấy người lâm tù nhai thì tiêu viêm không hề gặp quá bất cứ ai. Tiến nhập nội viện tâm tình căng thẳng của tiêu viêm cũng lặng yên hơn rất nhiều. Bước chân trở lên trên chậm lại, nẹn bước nhẹ nhàng chậm rãi bước vào khu vực tân sinh của bản môn. Bởi vì lưng vẫn chưa đeo đại hắc thước, bởi vậy sóc theo đường đi vẫn chưa có người nào nhận ra nội viện đệ thừa nhất luyện thực sư. Cho nên, trải qua nửa giờ đi bố, hắn không hề trở ngại đã đến gần vào khu tân sinh. Càng tiến gần khu vực tân sinh, chân mày cổ tiêu viêm cũng là bởi hơi hơi nhíu lại. Bình thường khu vực này cũng đều có thành viên của bàn môn thành thủ vẽ, mà hiện giờ lại không có một ai cả. Cước bộ đi vào thân xính, con đường trống rỗng làm cho tiêu viêm nhăn mày lại, vốn cước bộ nhẹ nhàng chật nhanh hơn rất nhiều. A Thái, gần tới bạn muốn, tiêu viêm xúc quần gặp được một đoàn nhân ảnh vội vàng từ phía trước. Sau khi nhìn thấy mặt mũi đầu lĩnh của đám người, tiêu viêm lập tức hô. Nghe được tiếng hồ quen thuộc, vốn vẻ mặt vội vã, đám người đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó, đầu lĩnh A Thái hiện lên vẻ mừng nhiều điên. ngẩng đầu nhìn nhân ảnh mà khắc bà phía xa sung sức nói. Đầu lĩnh ngày đã trở về đầu lĩnh đầu lĩnh đã trở lại phía sau a thái một đám người nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm không khỏi hoàn hồ lên hôn nhi các nàng ở đâu ánh mắt đảo qua khuôn mặt đám người a thái mơ hồ ở bên trong phát hiện một chút lửa dẫn sắc mặt tiêu viêm hơi trầm xuống ngân quang dưới chân chợt lóe thân hình liền đột nhiên xuất hiện tại mấy chục mét trước mặt a thái thầm giọng nói thi đấu thể thao chàng phát sinh chuyện gì tiêu viêm đôi mắt híp lại hỏi mẹ nó còn không phải bạch bằng cái đám vương bát đàn kia sao Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt của đám người A Thái liền đột nhiên nộ ra lửa giận. Hôm nay buổi sáng hồ gia học tỷ dẫn dắt thành viên của bàn môn đi vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, vốn tìm được một vị trí tốt lắm, hơn nữa còn ở trong đó tu luyện một khoảng thời gian, không ngờ người của Bạch Bàng bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy cửa, y vào người đồng thế mạnh sinh sự chúng ta, đuổi bàn môn chúng ta ra ngoài. Hồ gia học tỷ đã cùng bọn họ tranh chấp, đối diện và thiên vương bắt đàn rồi lấy vũ nhục, hồ gia học tỷ không nhịn được lên công bọn họ động thủ, nhưng ai biết đối phương có được những hai ca đấu linh cường giả trong đám hồ xã học tỷ mặc dù nén giận đánh cho bị một tên bị thương nhưng mà bản thân cũng đã trúng một trường của đối phương bị thương không nhẹ sau khi huynh đệ bàn muốn đem hồ xã học tỷ quay lại ngô hạo học trường xem xong việc này lập tức giận dữ trương tiêm chạy về phía bạch bang theo các huynh đệ trở về nói thì tiếp đó ngô hạo học trường hạ khiêu chiến thư với bạch trình hiện tại huân nhi học tỷ các nàng đã dẫn theo toàn bộ người chạy tới thi đấu chàng thể thao đầu lĩnh mấy tên hỗn đản bạch bang bên này càng ngày càng kiêu ngạo y vào chúng ta không có đấu linh cường giả bao lần bốn lượt tìm đến pháo quấy đầu lĩnh lần này nhất định phải cùng bọn họ liều mạng không thể nhịn nữa phía sau a thái một đám thành viên bản môn trước mặt nửa giận lớn tiếng nói hiển nhiên đối với sự khiêu khích của bạch bang bọn họ thật sự là đã nhẫn nhịn đến cực hạn bàn tay của tiêu viêm khẽ nhắm chặt tất cả tức giận mắng chửi đều đình chỉ lại từng đạo ánh mắt mang theo sự chờ đợi nhìn hắn khuôn mặt âm chấm không quang nhàn nhạt, nhạt, lộ ra khóe miệng tiêu viêm nhướng lên thoáng quay xây người âm thanh lạnh lùng nói đi Thi đấu tráng, khu vực nóng bỏng nhất trong nội viện có thể nói, khu vực có chất máu tanh này cùng với hoàn cảnh chung của một học viện là hai sự tồn tại hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cũng tồn tại trong nội viện lại không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Điều này không thể không nhắc đến quyết sách sáng suốt của nội viện và cũng chính nhờ vào có thi đấu tráng này mà những học viên được nội viện đào tạo ra khác với học viên của những học viện khác mà chỉ biết được một bề nổi của chiến đấu. Mỗi khi lâm vào cuộc chiến sinh tử tàn khốc thì nhũn cả chân ra. Vì lý do được bà bóng quanh một địa phương hỗn loạn nhất đại lục. Liên loại đệ tử không có kinh nghiệm huyết chiến một khi rơi vào trong hắc sắc vực, e rằng chỉ có kết cục dữ liệu lành ít. Về điểm này, xa nam học viện hàng năm đều phát sinh không ít xung đột với hắc sắc vực, đương nhiên rõ ràng nhất. Trong thi đấu trang lấy hỏa năng hậu hĩnh làm tiền đề, mỗi ngày đều có vô số học viên phấn đấu vì nó. Mặc dù đa số người muốn từ trong chiến đấu đạt được khoái cảm và đột phá, nhưng nếu có thể có thêm phần thưởng. Ngoài việc gia tăng kinh nghiệm chiến đấu lại khiến cho mỗi con người đều cảm thấy cực kỳ hứng phấn. Mỗi ngày ở thi đấu tràng cơ hố để có thể dùng từ biển người tấp nập để hình dung. Nhưng tiếng là giống, tiếng hồ hoán cũng có thể nghe được rõ ràng dù là đứng ở bên ngoài cả trăm mét. Thi đấu tràng ngày hôm nay cũng không ngoại dự định, bị vô số bóng người chật ních, phóng tầm mắt mà nhìn cũng chỉ thấy toàn đầu người đông nghìn nghịt. Nhưng tiếng xuân xa vang lên ẩm mỹ bên tai giống như là một loại mà âm vang vong, là một số người không thể thích ứng được cảm thấy một trận đau đầu nhức nhỏ óc. Trên thi đấu tràng khổng lồ có không ít người sàn đấu có diện tích không nhỏ chút nào. Nhưng hôm nay, hơn nữa số người đã bù quanh khu vực bên ngoài một sàn đấu. Theo hai bóng người hùng hãn già và chạm, vừa từng đợt xào động khí kình mạnh mẽ bộc phát, từng đợt tiếng hô tiếng giống đến kiệt lực nhằm trợ uy cho trận chiến cơ thế vang vọng toàn bộ thi đấu tràng. Đại ca, giết nó đi. Cho mấy tên tân sinh chứng thối kia biết lợi hại của bạch bang chúng ta đi. Bên ngoài vòng chiến, một số học viên đeo mang của một loại huy chướng nhìn tên thủ lĩnh đang chiếm thế thượng phong, vẻ cuồng tiếu đầy mặt, lớn tiếng hồ hoán, một số tiền cũng không quyền hướng về phía đám người trên đài nối đối diện, âm ấm, ấm quăng cho một chàng tiếng cười trà phúng. Nhìn đám người trên khán đài đằng xa, người đã dẫn đầu là một vị thiếu nữ áo xanh, dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm động lòng người nhất lại chính là khí chất thành tĩnh như là một đóa hoa sen của nàng. Vòng chiến này có thể thu hút hơn một nửa khán giả của thi đấu tràng, một nguyên nhân trong đó có lẽ là vì khí chất và dung mạo của nàng. Đột nhiên giữa sân nổi lên trên một trận gió lớn, thiếu nữ áo xanh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Lúc này đôi mẻ liễu mảnh khánh chợt nhíu lại, ân hiện một tia lo lắng. Sau lưng thanh y thiếu nữ là một đám học viên trên ngực họ đều có mang huy chương sống nàng. Nghe được tiếng cười diễu cờ từ đối diện truyền lại, khuôn mặt của họ hiện lên trên vẻ tức giận. Nhưng do lo ngại tình huống bất lợi trên sàn thi đấu, liền cũng đành nút nốt tức giận đã trào lên trên cổ xuống. Huân Nhi, xem ra Ngô Hảo cũng thực sự không phải đối thủ của Bạch Trinh, hắn thực sự quá lỗ mãng mà. Một thiếu nữ khoác áo đỏ, thân hình cực kỳ bốc lửa đứng bên cạnh thiếu nữ áo xanh, quan sát bóng người đang liên tục di chuyển như gió trên sàn đấu, khuôn mặt tái nhật lái không khỏi nhằn nhó nói. Hôn Nhi sẽ gật đầu, bàn tay mềm mại chậm rãi nắm chặt, đối mặt với lòng lánh nhìn vào giữa sàn đấu hồi lâu nhẹ giọng nói. Mặc dù Ngô Hảo vừa đột phá tới kiểu tình đại đấu sư, nhưng dù sao lực lượng hai bên cũng chênh lệch quá lớn, nếu hết cách thì ta phải thay hắn thôi. Ôi, người muốn đích thân ra tay nghe thấy hồ gia ngẩn ra đối với lực lượng của huân nhi rất ít người biết rõ so ràng bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào trong mắt cô nàng đều như gió thoáng mây bay nào như là một con bài tẩy chưa được lật ta không thể để lúc tiêu viêm ca cao trở về thấy bàn môn bị người ta hạ nhục thành như vậy được huân nhi mỉm cười tiếng nói nhẹ nhàng lại mang theo một chút hàn ý Tên bạch trình đó vốn muốn để dành cho tiêu viêm ca ca, nhưng hiện tại chắc là phải tự mình xử lý hắn cho rồi. Lời này của Huân Nhi cũng như ý nói muốn thu thập một lục tình đấu linh như bạch trình là rất nhẹ nhàng. Nếu là người bình thường, Hồ ra tất nhiên sẽ chỉ tay mà cửa nhạo, nhưng nhìn thấy bộ dáng bình thản của Huân Nhi, năng lai không có nửa điểm hoài nghi, khẽ gật đầu rồi quay lại, hướng tầm mắt đến về trận chiến phía trên sàn đấu. Bàn môn thế lực giỏ tiểu viêm kiến lập sao ở một khu vực có tầm nhìn rất tốt ngoài thi đấu trang, vài bóng người đang dựng nghiêng người và lan can quan sát trận chiến đấu trên sàn. Sau khi nghe được tiếng nói lập tức nấy mở miệng hồ lên việc kinh ngạc. Đúng vậy, bàn môn là do tân sinh tổ chức lên. Hiện tại trải qua thu hút cũng có không ít lão sinh gia nhập. Đầu lĩnh đích thực là tiểu viêm mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng tung bay màu sắc trói lọi làm kẻ khác cảm thấy nhức mắt hàn nguyên liếc mắt nhìn đám người lâm tù nhai đang kịch ngạc nói ha ha tiên này cũng là một nhân tài mới vào nội viện nửa năm đã có thành tiệu cỡ này lâm tù nhai cười nói nhưng xem tình huống phía dưới bản môn có vẻ đã rơi vào thế hạ phong, thế công của tân sinh kia mặc dù sức bén lại mang theo vài phần khí thức sát phạt hiếm thấy nhưng chênh lệch so với bạch trình quá lớn bằng thực lực đại đấu sự đỉnh phong của hắn có thể làm bạch trình luống cuống thay chân cũng đã rất giỏi rồi ngày hôm qua nhận được một tin Tên gia hỏa liễu kình hình như phái người tiếp xúc với Bạch Trình, vốn bởi vì tiêu viêm đã thắng hàn nhán khi mà so tài luyện dược thuật khiến cho Bạch Trình có chút kiêng kỹ nên trước giờ vẫn không dám hành động gì. Nhưng sau khi tiếp xúc với người của liễu kính Bạch Trình lại trở lên trên cản sở, có lẽ là có âm mưu rồi. Nghiêm Hạo bên cạnh vừa chăm chú nhìn vào thi đấu chàng, vừa nghiền ngẫm nói, đừng xem bề ngoài Nghiêm Hạo thô lỗ, hắn so với người thường thì cẩn thận hơn rất nhiều. Tiêu Viêm vào Liễu Kình cũng có xung đột sao? Nghe thế Lâm Tu nhà cũng kinh ngạc nói, cũng không thể nói vậy, Tiêu Viêm là có hiềm khích với Liễu Phỉ, con đàn bà đó lòng dạ hẹp hòi người cũng biết mà. Nghiêm Hạo lúc này thản nhiên nói, trong giọng nói sống như rất khinh thường Liễu Phỉ. Ha <laughs> ha, xem ra sắp có kịch hay xem rồi. Theo ta thấy gã tiểu viêm kia là người không dễ gì để người khác bắt nạt. Hắn mặc dù chỉ có lực lượng đại đấu sư, nhưng khi đối diện với ta lại gây cho ta cảm giác rất thận trọng. Ngay lại hắn trà xấu cũng khá thâm sâu. Lâm tu nhà nhả cười, hai tay đè lên trên làn can, ánh mắt cũng thủy ý quăng vào nơi mà nghiêm hạo nhìn trước đó. Bên trong bóng rầm nơi đó có một bóng người mơ hồ đứng sừng sững, lộ ra một cô bá khí nhàn nhạt, khiến cho đám người lâm tu nhà vừa nhìn đã biết là ai. Nghiêm hạo cười cười, nụ cười giống như chờ mong hai người sẽ được pha chạm chính diện. Hàn Nguyệt bên này đôi mày thành tú hơi nhíu nhẹ một cái rồi chợt thở dài một hơi, lại đem ánh mắt quăng vào chiến trường nóng bỏng trong sân. Uinh một tiếng, trong sân hai bóng người một đỏ một trắng nhanh như chớp xẹt ngang không trung, cuối cùng như hai ngôi sao băng ầm ầm và chạm vào nhau giữa sân. Ngay lúc đó hai cô đấu khí hùng hồn đột nhiên bùng nổ, dưới cô kinh khí mạnh mẽ phát tán từ vụ nổ này, sân thi đấu cứng rắn bị vỡ nát hình thành nên cả một khe nứt. Lúc này hai người va và chạm vào nhau, tiếng kim loại va và chạm vang lên thánh thúy, lửa tóe ra, huyết sắc trọng kiếm đập mạnh vào một thanh trường thường màu vàng sẫm, một cô kinh khí dao động từ phía trên hai bóng người mạnh mẽ lan ra đến mức mắt thường cũng thấy được keng keng bên trong tiếng vàng trầm thấp hai bóng người đều đồng thời lùi về phía sau bóng người màu trắng chỉ lùi hai bước đã ổn định lại cúi đầu hưởng một tiếng run bảo vai lên đem tất cả khinh khí hóa giải so với bóng người màu trắng thì bóng nhân ảnh màu đỏ chật vật hơn rất nhiều hắn lùi liền bảy tám bước thậm chí khi mà lùi lại bước cuối cùng một vệt máu đỏ sẫm từ khóe miệng trào ra hơi thở hỗn loạn hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ Lão đại sỏi lắm, đứng ngoài quan khán nhìn thấy bóng người màu đỏ hộc máu lùi ra ngoài, đám người bạch bang không khỏi bùng nổ một tràng tiếng nổ hoàn hân, càng có nhiều tiếng châm trọng được hơn là tặng cho phía bản môn ở đối diện khiến cho người của bản môn tức đến xanh mặt. Thì ở từ tử hung hăng kia, cửu tình đại đấu sư đã muốn khiêu chiến ta, thực lực không biết tự lượng sức. Trường thương màu vàng sẫm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, lắng nghe tiếng hoan hồ như sấm đông ở bốn phía. Bài Trình nhếch mối cửa lạnh nói, trong mắt cường giả chính thức, người của bàn môn xuất cuồng cũng chỉ là hãng tiểu nhân ngang ngược.